Bây giờ mày có mở cửa ra cho người ta đi không? Không biết là sao giờ. Em nói chuyện rất là đàng hoàng với nó. Anh biết ngày hôm qua là nó đã chặn xe cấp cứu em một lần. Em hỏi anh nếu như trách nhiệm của cái người nào để kéo cái được cái tính mạng của người trên xe không? Có người không? Có anh hôm qua là có người hay không? Ngày hôm qua em đã nói anh rõ ràng trước khi vô em kêu mở cửa. Em nói anh là đang chở một ca đi bị tai biến. Bây giờ tôi nói với anh nè. Anh cho em coi bản bây tên. Giờ đây là bên Bình Dừa, còn đây Long Bình. Cứ đừng cho mình có trách nhiệm nha, kiểm tra nhé, đây Long Bình. Anh đang đứng Long Bình nhá. Có tôi phải là... anh bổ sung từ Long Bình qua bên bên bây giờ nhá, tôi là chủ nhật là của bên Long Bình. Còn bên Dừa là của bên Dừa. Đây. Kiểm tra xe cấp cứu. Đây, xe cứu đưa miễn phí, phục vụ miễn phí cho phòng quốc tâm. Còn anh không có nghĩa vụ để được quyền kiểm tra xe cấp cứu. Không có nghĩa vụ. Anh hiểu không? Tại sao không có nghĩa vụ? Trước khi anh làm anh đã tìm hiểu cái xe cấp cứu này nó phục vụ cho phòng quốc tâm cho. Tôi không biết. Hả? Tôi không biết, tại vì anh muốn trình giấy tôi đâu, anh có tôi kiểm tra đâu. Anh qua một căn anh hỏi xe cấp cứu có cái xe nào mà phải cấp giấy không? Bây giờ tôi nói là cái xe được đầy nhá, tài xế được ma túy đi chở như này nhá. Tôi nói đầy là sao? Tôi bình tôi là có được quyền kiểm tra. Lao một tay. Tao phải tiền cho tao ra. Ông ấy cứ chặn. Nè, anh này. Như tiền bây giờ, anh bỏ tay tôi ra. Trương Bạch Nhật, không cho xe cấp cứu nè. Anh ấy tại sao không xe ra cũng cứu em mà lại không chửi? Đây nè, có phải anh kêu là không cho xe cấp cứu ra đúng không? Bây giờ tôi nói, là clip rõ ràng. Tôi nói là lúc có một nhân tôi nói tôi ra. Xe cấp cứu là rõ ràng, hôm qua anh đeo thêm chụp hình ở đầu chữ. Tôi nói là khi nào có một nhân tôi nói là biết không? Đây, anh biết cái xe cấp cứu, đúng không? Anh yêu cầu là không cho xe cứu được ra, tôi sẽ không ra. Khi nào rồi chứ chết trên xe, anh phải chịu trách nhiệm. Đấy là cái đâu là anh nói. Anh mới tôi nói là tới nhiều người mà có được nhân tôi cho anh ra. Ủa anh mới vừa nói giờ tôi thích không cho xe anh ra. Bây giờ không anh, tôi bảo là bây giờ tôi nói là nếu có nhân rồi không nhân thì tôi không cho anh xe ra. Nếu không nhân tôi sẽ cho anh không ra. Anh không thể lỗi gì? Hả? Bắt đầu chẳng xe cứu. Sao? Không nhiều rồi đó. Làm gì đâu? Đây.